Bạn muốn tìm hiểu và chứng kiến sức sống của võ cổ truyền Việt Nam trên toàn thế giới? Hãy đến với Liên hoan Quốc tế võ cổ truyền Việt Nam lần thứ 3, được tổ chức từ mùng 1 tháng 8 đến mùng 4 tháng 8 năm 2010 tại Bình Định. Đây là dịp giao lưu học hỏi, tôn vinh, đồng thời bảo tồn và phát triển văn hóa quý báu của dân tộc Việt Nam trong và ngoài nước. Lễ khai mạc diễn ra vào lúc 20 giờ ngày mùng 1 tháng 8 tại nhà thi đấu sân vận động Quy Nhơn. Tường thuật trực tiếp trên VTV1, VTV4 đài truyền hình Việt Nam, đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh và đài phát thanh và truyền hình Bình Định. Kính mời quý vị và các bạn đón xem.